Người Trung Quốc ngã ngửa khi biết trình độ tiếng Anh của người Việt Nam khác xa với suy nghĩ của họ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Great Việt Nam. Các bạn biết không, trong mắt nhìn của người Trung Quốc, họ mặc định người Việt Nam luôn bé nhỏ rụt rè và đặc biệt là không rành ngoại ngữ, còn nói thì cũng chỉ bập bẹ tiếng được tiếng mất. Nhưng rất tiếc, chính một người Trung Quốc đã cho đăng tải video nhằm phản bác lại ý kiến của chính người dân nước họ. Vậy đầu đuôi câu chuyện này ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Chuyện là trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện một đoạn video một người Trung Quốc vào một cửa hàng mắt kính ở Đà Nẵng để mua đồ. Nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên mãi chẳng thể lựa được món đồ ưng ý. Lúc này, một vị cứu tinh đã xuất hiện để giúp người Trung Quốc thoát khỏi tình cảnh nan giải. Mà bất ngờ hơn, đó chỉ là một cậu bé nhỏ tuổi, con trai của chủ tiệm kính. Cậu bé đã bắn tiếng Anh như gió để giao tiếp cùng vị khách Trung Quốc. Và ngay khi video này được đăng tải, cư dân mạng Trung Quốc đều tỏ vẻ ngạc nhiên, thích thú và thậm chí là ngưỡng mộ cậu bé nhỏ tuổi này. Nếu người Việt Nam khen người Việt Nam thì có vẻ không công bằng lắm nhỉ. Nên thôi, mình cho các bạn xem netizen Trung Quốc nói gì sau khi xem xong video về cậu bé kia nhé. Cậu bé này nói tiếng Anh trôi chảy thật đấy. Tôi đoán là trong nhà phải có giáo viên tiếng Anh hoặc bố mẹ cậu bé phải rất giỏi tiếng Anh thì mới có thể luyện cho con nói như thế này. Chứ bọn trẻ con thì lười học lắm. Kêu chúng ngồi vào bàn học tiếng Anh thì chẳng khác nào là như tra tấn cả. Nếu phụ huynh cậu bé kia mà có đọc được bình luận này thì hãy chia sẻ cách dạy tiếng Anh cho con nhé. Tôi sẵn sàng học hỏi. Đâu thể lấy Trung Quốc ra so sánh được vì ở Việt Nam có môi trường tiếp xúc với tiếng Anh nhiều hơn. Người Việt Nam cứ cố gắng học một ngôn ngữ mới mỗi khi có nhiều du khách nước ngoài sang. Nhớ hồi thời gian trước dịch, chúng ta sang Việt Nam nhiều nên đi đâu cũng thấy biển hiệu và người dân nói tiếng Trung. Có lẽ vì nước họ nhỏ nên phải cố gắng hòa nhập với thế giới. Còn Trung Quốc chúng ta đâu có cần. Bọn họ đến nước mình thì phải nói tiếng Trung chứ. Khi tôi đi chơi ở Việt Nam mà trò chuyện với người lớn Việt Nam, bọn họ thường kêu những đứa trẻ xung quanh lại để giúp phiên dịch hoặc nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Anh, mà bọn họ nói chuyện cũng khá trôi chảy tự tin. Lúc đó tôi cực kỳ ngạc nhiên và thắc mắc rằng chẳng lẽ từ lúc nhỏ, phụ huynh đã cho con trẻ học tiếng Anh rồi sao? Cậu bé này thật tuyệt vời. Tôi thấy khả năng ngoại ngữ của người Việt Nam tốt hơn nhiều so với Trung Quốc. Nhất là ở các thành phố phía Nam Việt Nam, nơi có nhiều dân nhập cư nên tỷ lệ du nhập tiếng Anh cũng tương đối cao. Tôi nghĩ yếu tố khiến nhiều người Việt Nam nói tiếng Anh tốt như thế là vì môi trường ảnh hưởng khá nhiều đến học. Nhiều người Việt Nam tôi gặp còn rất trẻ, hay là công nhân hoặc người bán hàng bình thường, nhưng họ nghe nói tiếng Anh khá tốt. Nhìn vào mức độ phổ biến của tiếng Anh ở Việt Nam cho thấy Việt Nam có tầm quốc tế hơn nhiều so với các nước khác. Trình độ tiếng Anh trung bình của người dân Đông Nam Á còn cao hơn so với Trung Quốc, đó là sự thật. Theo tôi thấy, lý do nhiều người Việt giỏi tiếng Anh là vì tiếng Việt cũng giống như tiếng Anh, sử dụng chữ Latin với các ký tự phiên âm, trong khi các ký tự Trung Quốc khó hơn nhiều, giống như chúng ta phải học những chữ cái hoàn toàn mới vậy, nên khó học là điều bình thường. Đó là một vài bình luận của các cư dân mạng Trung Quốc khi nói về đoạn video cậu bé người Việt Nam sử dụng tiếng Anh để bán hàng. Đồng thời, nhiều người cũng tỏ ý khen ngợi trình độ tiếng Anh của Việt Nam chúng ta. Trên thực tế thì người Trung Quốc không mấy mặn mà với việc học tiếng Anh. Đầu tiên là người Trung Quốc rất coi trọng thể diện. Người Trung Quốc không chịu tiếp nhận một ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng nói của họ. Họ không tự tin để nói, rất sợ mắc lỗi. Vì họ nghĩ nếu họ nói sai thì sẽ rất mất mặt, sợ bị người nước ngoài chê cười. Tiếp theo, nhiều người Trung Quốc luôn nghĩ rằng họ phải có thiên phú bẩm sinh mới học được ngoại ngữ. Họ đổ lỗi cho việc không giao tiếp được tiếng Anh là do họ chưa nắm vững kiến thức cơ bản, vốn từ vựng không đủ hoặc là trí nhớ của họ không đủ tốt. Ngoài ra, một trong những lý do có thể là do phương pháp học tập của họ vẫn chưa sát với thực tế, vẫn thiên về lý thuyết nhiều hơn là thực hành. Nếu có ít cơ hội để trò chuyện giao tiếp tiếng Anh thì dĩ nhiên khả năng nói tiếng Anh sẽ không cải thiện được. Còn với Việt Nam chúng ta, người dân rất đề cao việc quốc tế hóa, nói được càng nhiều ngoại ngữ thì càng có sức cạnh tranh cao. Bởi vậy, nhận thấy tầm quan trọng của ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, nên người dân tập trung đầu tư cho con học từ rất sớm. Có thể đời ông bà, cha mẹ không có đủ điều kiện để tiếp xúc với ngoại ngữ, nên đến đời con cháu, thế hệ trước luôn mong muốn tạo điều kiện để thế hệ sau của họ có điều kiện tốt nhất để phát triển bản thân. Bạn nghĩ gì về việc học tiếng Anh và khả năng nói tiếng Anh của người Việt Nam và Trung Quốc? Hãy để lại bình luận để chia sẻ cho mọi người được nghe về ý kiến của bạn nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo!